Nè, biết gì chưa? Hôm nay không biết thời tiết của trời là nắng hay là mưa. Nè, nên em biết gì chưa? Cứ sao ngào cái dậy, sao tôi ngủ thêm được nữa? Chuyện ông Tám, chuyện bà Tám, chuyện vừa xong, chuyện hôm qua. Tôi đâu có đảm bảo rằng chuyện tôi vừa kể là đúng nha, nhưng mà tôi phải nói ra nếu không xảy ra chuyện lớn. Ê cô này đẹp, cô này xinh, chuyện anh kia muốn tỏ tình. Khu chung cư nhỏ nhỏ xinh xinh nó lắm chuyện bất thình lình. Bà Tám thì dễ tính, ông Tám quá thông minh, lời xong quá vần mình có điều hơi đau đầu nhức óc. Hình như cái chuyện mới xảy ra, tại sao cô bé kia ngồi khóc? Ây da, nên em biết gì chưa? Có chuyện gì vậy hả? Nè biết gì chưa? Chẳng có gì đáng nói cả. Nè biết gì chưa? Hơi đang ngủ đừng làm phiền. Nè biết gì chưa? Tôi cũng đâu phải dặn vừa. Ok. Dạ, con xin thưa với cô Thơ, chú Hậu, chú Sự, anh Thịnh và tất cả mọi người. Hôm nay là ngày Xuân được sinh ra đời và đây là sinh nhật thứ 26. Con rất là vui và hạnh phúc được mọi người tổ chức sinh nhật, một cái buổi sinh nhật rất là ấm cúng như vậy ạ. Dạ, đầu tiên á thì Lâm Xuân rất là cảm ơn lời chúc mừng sinh nhật của anh, và cũng sẵn đây có một cái điều muốn nói cho anh hiểu á, là thật ra Lâm Xuân đã có một người mà Lâm Xuân lúc nào cũng yêu thương. Và người đàn ông đó rất là trẻ trung, cũng rất là tốt. Cho nên cái chuyện giữa em với anh bây giờ nó giống như là kỷ niệm thôi. Nó có bầu này. Thế thì hóa ra là mày có nơi có chốn rồi à? Thế mà mày cứ để bọn tao tác thành phí cả công, phí cả tiền. Trời ơi, tội nghiệp cho ông Thịnh nè, ông tốn mấy chục triệu làm sinh nhật cho nó đi chứ. Lâm Xuân, chú rất cảm ơn con. Con nói cái buổi tiệc này ấm cúng đúng ấm lắm, ấm nực luôn nè, đổ mồ hôi luôn nè. Ủa còn chiếc nhẫn kìa, ổng tặng cho nó đâu, tặng đi. Nhưng mà rốt cuộc người đàn ông đó là ai? Lâm Xuân, cuối cùng em có ai? Mọi người là đã giấu, nhưng mà phải có một cái cơ hội thì con mới có thể chia sẻ được. Anh Thịnh, hôm nay trước tất cả mọi người, em muốn gọi anh bằng từ anh mà nó thân thiết hơn. Và con cũng muốn thông báo cho mọi người á, là cái người đàn ông bí mật mà nãy giờ con nói á, chính là người đàn ông đó, chính là anh Thịnh. Trời ơi, vậy mà nó nói trẻ hết thôi. Trời ơi, sao trẻ vậy trời. Anh có nhận lời làm người yêu em không? Gì đông dữ vậy? Đỡ ông đi, đỡ ông đi. Ôi, thế là tốt rồi, hoan hô. Nhận lời chứ. Trời ơi, coi chừng ông Đức cưng máu ông chết á. Dễ thương ha. Nè biết gì chưa? Chẳng có gì đáng nói cả. Nè biết gì chưa? Hơi đang ngủ đừng làm phiền. Nè biết gì chưa? Tôi cũng đâu phải dặn vừa. Ok. Ôi cha, sao quán giờ này mà vắng tanh à? Đúng rồi, sao không nghe tiếng động, không nghe ai. Rồi em biết rồi anh. Hôm qua sinh nhật ở đây nè, em nghĩ chắc là ăn nhậu dữ lắm cho nên bữa nay không có ai dậy nổi, cho nên chưa có quán, không chưa có ai vậy nè. Hèn chi cái quán còn nồng nặc mùi rượu nè. Cô! Ủa ai vậy? Con nè. Tụi con nè. Ủa Thủy hả con? Dạ. Ủa sao tụi bay về sớm vậy? Trời ơi cô ơi, sớm gì nữa cô ơi, hơn 7 giờ sáng rồi. Ủa trời đất ơi, 7 giờ rồi hả? Dạ. Trời ơi trời, cha nhức đầu quá. Ai vậy? Ôi, bộ tối hôm qua nhậu dữ lắm hả cô hả? Trời ơi, tao nói linh đình luôn, y hệt như phim Mỹ. Vậy hả? Là coi như là cậu Thịnh với lại Lâm Xuân là hôm qua là tưng bừng luôn, vui lắm. Để cô coi ông Hậu với lại ông Lý Sự đâu rồi cô kể cho tụi bay nghe. Hỏi cô. Hả? Chú Hậu với lại chú Sự với cô ngày hôm qua ngủ chung trà trộn nhau luôn hả? Cô nha. Gì vậy? Con nắm được cái con biết rồi nha. Biết gì? Trời ơi. Tối hôm qua là vợ chồng ông bà Táo ngủ chung phải không? Sao có chuyện gì vui không? Tụi bay đừng có nghĩ tầm bậy tầm bạ nha, tao nói sai xỉn rồi người kiếm góc ngủ chứ làm gì tụi bay. Tao nói vui quá trời quá đất luôn, tao nói đây nè, nguyên một cái sân này nhậu nhảy đồ quá trời vui luôn vậy đó. À vậy đó hả? Phải chi là có tụi con còn vui nữa. Bởi vậy. Ủa cô cầm cái gì đây vậy? Quên nữa. Thôi nói chung là vậy đi, con đi ra ngoài con treo giùm cô cái bảng đi. Bữa nay nghỉ quán nhức đầu vuông bán không nổi. Thôi bán buôn gì như nghệ sĩ em muốn nghỉ muốn bán sao nghỉ vậy cô? Thì vậy đi chứ giờ sao đời nghệ sĩ mà. Đời nghệ sĩ lăn lóc với mương. Nghĩa là sao, cái ý của cô là vậy nè. Con biết sao không? Cuộc đời này sống mấy chục năm rồi ha. Cuộc sống nó đi qua vèo 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 vậy đó. Mình sống mình phải hưởng thụ ha. Mình chết mình đâu có đem theo được đâu. Cho nên là cứ vui mà sống, khỏe mà sống là được rồi. Hôm nay mệt, nghỉ đem bán ra ngoài. Trời ơi cô ơi cô. Trời ơi cái câu này của cô á là con thấy hay nhất từ ngày mà con gặp cô tới bây giờ. Cô bữa, đúng là bữa nào uống rượu xong rồi máu nghệ sĩ trỗi dậy. Đúng rồi. Nói chuyện chân lý. Nhưng mà hay không? Dạ. Dễ thương á. Nói nghe nè. Dạ. Rồi tụi con đi vui hả? Dạ vui. Dạ vui. Tụi con đi rồi có ngủ chung không? Trời cô nói thiệt nha, sao con thấy cô nhiều chuyện quá à. Trời đất ơi trời. Thì đi chung thì hỏi đi chung rồi thì đi chung thì phải hỏi có ngủ chung không, có đâu có gì đâu. Ủa cái chuyện mà tụi con yêu nhau nè, rồi tụi con đi chơi vui là tụi con có ngủ chung có gì không, đó là chuyện riêng của tụi con. Tự nhiên cô hỏi không, cô nhiều chuyện thiệt á. Trời riết thì nó muốn nói gì nói à. Mày nha, riết mày hỗn láo, mày đừng có thấy tao cưng mày làm tới nha Thủy. Thôi mà đừng đánh Thiên Thủy mà. Nói chung là tụi con cũng đó thằng này là thằng này vậy mà nó dễ thương, thằng này là máu nghệ sĩ giống tao nè. Dạ. Mắc cỡ gì mày. Thời buổi bây giờ hiện đại, quen nhau thương nhau rồi là chuyện bình thường đúng không? Dạ. Nói chung là bây giờ á tụi con đi đường quá mệt quá buồn ngủ rồi. Thôi cô dọn quán đi ha. Rồi bây giờ con đem ra ngoài con treo con với Thiên Thủy kiếm chỗ ngủ một chút xíu, mệt quá rồi cô ơi. Rồi đó. Ấy, về em. Về hả? Đi. Vậy thôi con về nha cô. Thôi đi về nghỉ ngơi đi. Dạ, dạ. Ở đây cô cũng dọn dẹp sơ sơ rồi cô cũng nghỉ ngơi luôn. Hai đứa nó nhìn cũng xứng đôi đó, dễ thương. Chịu. Anh đang làm gì á? Ủa em, anh... Ôi trời. Em mang bánh cho anh ăn nè. Mang bánh cho anh đó hả? Đây, ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây đi. Nè. Trời, coi bộ lúc này quan tâm tôi dữ à ha. Ôi. Mà anh đang làm gì á? Anh đang coi lại với lại mình đề co thêm một số cái cho cái mẫu thiết kế của Hoàng Thông với Úc Hiền. Em thấy được không? Nè, cái tông màu hồng. Là mẫu thiết kế cưới là họ đám cưới hả? Ủa em không biết hả? Không, em đâu nghe nói gì đâu. Có gì đâu mà bất ngờ, bây giờ Hoàng Thông với Úc Hiền yêu nhau. Còn 2 tuần nữa là làm đám cưới rồi. Trời, làm gì mà gấp vậy anh? Ủa không lẽ chị Úc Hiền... Anh? Không lẽ chị Úc Hiền bị gì hả? Bị gì là bị cái gì? Em làm vậy là sao? Là mập á hả? Hay là có bầu? Thì tự nhiên làm gì đám cưới gấp vậy vậy? Không có được nghĩ tầm bậy người khác. Anh nói em bao nhiêu lần rồi, cứ nghĩ xấu người khác không à? Ủa, có gì đâu xấu. Thì hai người đó yêu nhau lâu rồi thì bây giờ đám cưới là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà người ta cưới mà thì đâu có gì đâu, em cứ nói là thì... cục nợ vô tới đó. Trời ơi, giữa văn phòng mà bánh của tôi làm gì? Này coi, làm thấy ghê của anh em trong nhà nhau không? Ăn một cái mình làm thấy ớn à. Uống ngộ quá à. Bánh của bạn gái tôi đem cho tôi, cái này phải thông qua tôi chứ. Bánh tưởng ngon không dành giật. Uống ngộ quá đi ăn mà tự dưng chơi vẫn ăn mà nước của người ta cũng uống nữa. Mày làm ghê rồi, anh uống miếng hả? Trời anh không miếng đi, anh ăn bánh này không uống hả? Sao anh binh nó quá vậy? Không, em không thương đâu. Anh hả? Em thương anh. Em thương anh, em phải binh anh chứ. Mày hổn thì em kêu anh bằng nó luôn, mày hổn mà. Thì tại vì vô đây chê bánh người yêu tôi thì tất nhiên tôi không thích xưng anh em nữa. Ê, hai đứa, anh đi từ ngoài vô anh nghe râm ran gì đám cưới vậy? Tụi em định làm đám cưới hả? Thì đám cưới của Hoàng Long với Úc Hiền 2 tuần nữa chuẩn bị đám cưới rồi. Thì hai đứa em tính là làm đám cưới tập thể. Đúng rồi. Nè, vui cái gì? Bây giờ đám cưới tập thể là thứ nhất là đỡ tốn kém nè. Thứ hai á là gọi là hoành tráng hơn. Đúng rồi, tuyệt vời. Tuyệt vời. Anh đi gì? Hả? Phong bì nha. Phong bì rõ ràng rồi. Rõ ràng tiền nha. Đi 100.000 với tờ giấy số được không? Cái đó sai đó, cái khúc này sai đó. Đi thấp nhất là 100 đô. Làm cấp trên là đi phải lớn, ai đâu mà đi ít ỏi vậy. Rồi, đi 100 đô luôn. 11 có chuyện gì tao đi. Tao đi 100 đô rồi nó ngồi làm bèm hoài. Nói chung là nói chơi thôi. Dạ. Cái gì anh? Cái gì tự nhiên hồi nãy giờ nó chơi đám cưới mà anh nói chơi vậy mắt ở đâu ra mà khóc hoài, khóc giả dối, không có một miếng nước mắt nào mà vẫn khóc. Ôi ơi, để nó nói lại đàng hoàng coi, nó chơi nó thiệt. Thì tại vì nói chung là em cũng cảm nhận là anh không có được cản cái sự khóc của Mai Hương, anh hiểu không? Mới gì? Tại vì em gọi là tính toán, dò xét, với lại từ cái ngày mà em quen Mai Hương tới giờ, những cái lúc mà Mai Hương khóc á là những lúc đó là Mai Hương sung sướng. Khóc sung sướng nữa. Cái gì mà tập nào cũng đánh là sao vậy? Phụ nữ khóc là phụ nữ đau buồn, nó hiểu chưa? Đúng không? Em đau buồn hay là hạnh phúc? Người ta đau buồn, người ta khóc mà nó không cưới em là sao? Tự nhiên bữa giờ tính nhau cưới, tự nhiên giờ nói là nói chơi. Rồi bây giờ nè, có mặt anh ở đây làm chứng luôn nè, quyết định là có cưới Mai Hương hay không? Thì có, thì tất nhiên là có cưới rồi, bây giờ em có. Thì đó, đúng rồi. Có cưới mình nháy, dẹp chuyện của tụi em qua một bên. Nghe anh hỏi nè, hôm bữa hai đứa qua bên phòng cậu anh á, rồi thấy cái vụ cậu anh với Danh Lâm Xuân sao? Tuyệt vời không? Vậy vậy em có biết đâu, có qua kịp đâu, nhưng mà em nghe nói là chú Phúc Thịnh cầu hôn chị Lâm Xuân thành công á. Thành công luôn? Ê, cầu hôn thành công hả? Kỳ này là phải ăn mừng cho sếp Thịnh nha chưa? Ê, hai đứa tụi em ở đây nha, anh dạy qua bên bển, anh chia vui với cậu anh để anh coi coi cái mặt của cậu anh mà lúc đang được hạnh phúc nó ra sao. Đi liền, đi liền, đi nha tụi hai đứa, đi nha, đi nha. Bánh anh, bánh chút, bánh của bạn gái tôi chứ bộ. Để mua khác. Mua cái gì bây giờ đang đói bụng rồi. Còn em nữa lúc nào em cũng binh đó hết trơn á. Em binh gì đâu, em thương anh mà, trời ơi. Giờ có đồng ý lấy tôi thiệt không? Thiệt. Nè, biết gì chưa? Hôm nay không biết thời tiết của trời là nắng hay là mưa. Nè, ông Tám quá thông minh, lời sống quá văn mình có điều hơi đau đầu nhức óc. Hình như cái chuyện mới xảy ra, tại sao cô bé kia ngồi khóc? Ây da, nè nè biết gì chưa? Có chuyện gì vậy hả? Nè nè biết gì chưa? Chẳng có gì đáng nói cả. Nè nè biết gì chưa? Thôi đang ngủ đừng làm phiền. Nè nè biết gì chưa? Tôi cũng đâu phải giảng vừa. Ok.